Hello, xin chào các bạn. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Và các bạn ơi, ngày hôm nay mình rất là vui khi mà mình sẽ mở chiếc hộp Gacha Evolve đây để mình giới thiệu cho các bạn chiếc đồng hồ có thể tự động bắt Pokemon này. Và mình mới vừa order về đến nơi luôn và mình sẽ mở hộp và giới thiệu cho các bạn nha. Các bạn xem đây, dòng giới thiệu của nhà sản xuất. Đây là một cái phụ kiện rất cần thiết cho việc săn bắt Pokemon. Và trước khi mình bắt đầu video thì các bạn cũng đừng quên cho mình một like và một subscribe để ủng hộ tinh thần nhé. Còn bây giờ thì chúng ta hãy bắt đầu mở chiếc đồng hồ này ra và chúng ta sẽ xem chiếc đồng hồ này có công dụng gì nhé. Ok, và các bạn ơi, bây giờ chúng ta đã cầm trên tay được chiếc đồng hồ rồi đúng không nào? Mình nghe nói là cái chiếc đồng hồ này á, thì cái cổng sạc của nó rất là đặc biệt. Thì bây giờ để mình xem là cái cổng sạc của nó nằm ở đâu nhé. À mà các bạn lưu ý là chúng ta nên mở cái lớp băng keo này ra, bởi vì đây là cái nhãn của đồng hồ thôi chứ không phải là cái lớp niêm phong gì cả. Các bạn cứ vô tư mở ra các bạn nha. Bây giờ thì mình để xem coi là nó sẽ nằm ở đâu. À, hình như là nó nằm ở bên phía một dây của cái đồng hồ thì phải. Bây giờ chúng ta mở ra thử xem nào. Khó khăn thật. What À các bạn ơi, mình đã thấy rồi, nó có dấu mũi tên đây. Chúng ta chỉ việc gỡ cái dây này ra là chúng ta sẽ thấy được cái cọng sạc. Bây giờ mình sẽ cố gắng lấy ra nha. Thật sự thì nãy giờ là cái việc mà tháo cái dây này ra để thấy được cọng sạc á, nó rất là cực khổ luôn các bạn ơi. Thì các bạn lưu ý là các bạn nên lấy ra từ từ để tránh chúng ta bị gãy chiếc đồng hồ nha. À mà các bạn ơi, các bạn thấy không, khi mà chúng ta vừa mở hộp ra thì chiếc đồng hồ của chúng ta nó không có đầy pin rồi. Thì bây giờ mình sẽ thử sạc nó xem như thế nào nha. Các bạn nhìn thử đây, mình sẽ sạc nó bằng cổng USB của máy vi tính. Và khi các bạn cắm vào là nó sẽ hiện lên cái biểu tượng cục pin đang sạc nè. Và các bạn lưu ý là ở trên đồng hồ nó sẽ có một cái biểu tượng tròn, đó là cái phần cảm ứng của chiếc đồng hồ. Khi các bạn nhấp lên cái biểu tượng cảm ứng đó thì các bạn có thể thấy được các hình ảnh được hiển thị trên đồng hồ, và mình sẽ nói rõ hơn trong phần sau của video nhé. Và trong khi chờ chiếc đồng hồ sạc pin thì chúng ta sẽ download cái ứng dụng của chiếc đồng hồ này để chúng ta chuẩn bị sẵn khi mà chúng ta có pin của chiếc đồng hồ đầy rồi thì chúng ta sẽ review nhanh cái chiếc đồng hồ cho các bạn nha. Và đối với dòng điện thoại của mình xài là iOS thì các bạn sẽ vào App Store và tìm cái mục Gacha Evolve. Và tương tự như trên điện thoại Android thì các bạn sẽ vào CH Play và tìm Gacha Evolve các bạn nha. Và chúng ta đã tìm được ứng dụng rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc download ứng dụng và chờ đợi. Và như các bạn đã thấy ở trên video thì ứng dụng của chúng ta đã được tải về rồi đúng không nào? Bây giờ chúng ta sẽ vào ứng dụng và xem thử nhé. Ứng dụng này đòi hỏi chúng ta sẽ phải có kết nối Bluetooth với đồng hồ, chúng ta mới vận hành được chiếc đồng hồ các bạn nha. 2000 years later. Ok, và các bạn ơi, bây giờ chiếc đồng hồ chúng ta đã sạc đầy pin rồi. Bây giờ thì mình sẽ mở chiếc đồng hồ ra và mình sẽ liên kết nó với lại điện thoại để cho các bạn xem các bước liên kết như thế nào nha. Và trước hết thì chúng ta nên gắn cái dây đồng hồ vào cho chắc ăn các bạn ơi. Mình cảm thấy cái đồng hồ này nó dễ hư cái phần mà cũng sạc lắm luôn á. Và các bạn lưu ý là khi chúng ta mở ứng dụng Gacha Evolve thì chúng ta phải bật Bluetooth trước khi chúng ta mở ứng dụng nha. Và khi vừa mở ứng dụng lên á, thì chiếc đồng hồ và cái điện thoại của chúng ta nó sẽ hiện lên các bạn thông báo ghép đôi ngay lập tức. Chúng ta chỉ việc bấm vào ghép đôi và thế là chúng ta chỉ việc chờ và chiếc điện thoại của chúng ta nó sẽ liên kết với đồng hồ và chúng ta có thể điều chỉnh đồng hồ ở trên điện thoại luôn. Và mình thấy là cái việc ghép đôi này nó diễn ra khá là nhanh nha các bạn. Chỉ tốn các bạn khoảng 10 giây thôi là chúng ta có thể ghép đôi cái điện thoại và chiếc đồng hồ rồi. Ok, và bây giờ cái đồng hồ của chúng ta đã được ghép đôi với chiếc điện thoại rồi đúng không nào? Bây giờ thì mình sẽ mở cái chức năng lên các bạn hãy xem nha. Ở trên màn hình hiển thị của Gacha Evolve thì chúng ta có thể điều chỉnh chiếc đồng hồ nó bắt Pokemon theo ý muốn. Có thể bắt Pokemon biết rồi nè, nghĩa là bỏ mở Pokestop đó các bạn. Và bắt Pokemon chưa biết nè, quay Pokestop nè. Đồng thời các bạn có thể chỉnh chế độ rung và silent cho điện thoại luôn. Và các bạn lưu ý là các bạn nhớ bấm vào flip cái phần cuối cùng của cái ứng dụng á để chúng ta có thể quay Pokestop được các bạn nha. Sau khi chúng ta đã điều chỉnh chức năng của chiếc đồng hồ trên Gacha Evolve thì bây giờ chúng ta sẽ mở ứng dụng Pokemon Go ra để xem nhân vật của chúng ta có tự bắt Pokemon hay là tự quay Pokestop trên thực tế như thế nào để các bạn kiểm nghiệm nha. Và đầu tiên khi vào ứng dụng thì chúng ta nên vào mục cài đặt.
Các bạn hãy kéo xuống dưới, các bạn tìm cái mục là Pokemon Go Plus. Và bây giờ các bạn hãy bấm vào cái dòng chữ Pokemon Go Plus ở trên ứng dụng nha. Và nó sẽ hiện lên cho chúng ta bảng thông báo là có kết nối với Pokemon Go Plus hay không. Các bạn bấm vào OK. Và một lưu ý quan trọng là các bạn phải cho ứng dụng Pokemon Go nó sử dụng định vị của các bạn, kể cả khi các bạn không dùng ứng dụng thì cái đồng hồ Gacha Evo này chúng ta mới sử dụng được trong cái thời gian mà chúng ta không vào điện thoại các bạn nha. Đây là một lưu ý rất là quan trọng. Và các bạn yên tâm rằng là khi chúng ta vào trong ứng dụng á, nó cũng sẽ nhắc chúng ta và nó sẽ dẫn chúng ta đến cái đường dẫn và chúng ta có thể mở lên ngay bây giờ luôn. Các bạn thấy đó, mình đã điều chỉnh cho ứng dụng luôn truy cập vào định vị của máy mình rồi. Bây giờ thì mình sẽ quay trở lại ứng dụng thì chúng ta sẽ nhận được cái bảng thông báo là chúng ta đã kết nối thành công rồi. Và bây giờ chúng ta ra ngoài xem là nó sẽ bắt Pokemon tự động như thế nào các bạn nha. À, mà để kiểm tra kết nối của chiếc đồng hồ với điện thoại á, thì các bạn khi bấm ra ngoài các bạn sẽ thấy một cái biểu tượng bên tay phải của các bạn á, nó sẽ quay vòng tròn và khi kết nối rồi nó sẽ hiện lên một cái dòng thông báo màu hồng như thế này. Và cái biểu tượng quả cầu Pokemon nó cũng sẽ sáng hơn bình thường các bạn nha. Và các bạn thấy không, ở trên video thì chiếc đồng hồ của chúng ta đã bắt đầu bắt Pokemon rồi đúng không nào? Và cái biểu tượng màu hồng ở trên ứng dụng là thể hiện cho chúng ta thấy là chiếc đồng hồ đang chọn con Pokemon đó để bắt đó các bạn. Chúng ta thấy được rằng là chiếc đồng hồ này nó sẽ bắt lần lượt tất cả những con Pokemon xung quanh chúng ta. Và khi các bạn sở hữu cái đồng hồ này, có nghĩa là những cái Pokemon xung quanh chúng ta sẽ được bắt toàn bộ luôn các bạn ơi. Như vậy thì chúng ta sẽ tăng level cực kỳ nhanh đúng không nào? Ok, và bây giờ để thử xem chiếc đồng hồ này quay Pokestop như thế nào thì chúng ta cùng di chuyển đến vị trí thực tế của Pokestop để chúng ta cùng trải nghiệm nhé. Các bạn cùng theo chân mình nào. Ok, và mọi người bây giờ ba anh em của mình á sẽ đi thử cái Gacha Evo để xem là trên cái đoạn đường đi á, mình sẽ thả cái thính cá nhân á để xem là cái Gacha Evo này nó có tự bắt Pokemon bằng cái thính cá nhân hay không nha. Và mình sẽ đi ngang qua thử các Pokestop để xem là nó có quay stop theo như là nó quảng cáo hay không các bạn nha. Đây mọi người thấy không, cái đồng hồ này là trên đường đi là nó sẽ quay cái Pokestop cho mình luôn nè và nó bắt Pokemon nè. Khi mà mọi người thấy cái điểm ở trên đây nè, nó chỉ lên trên phía trên cái đầu của Pokemon đó là nó đang chuẩn bị. Nè mọi người thấy không, nó sẽ quay nè, đó nó thành màu tím nè, rồi lên nó vào luôn nè. Và như các bạn đã thấy ở trên video thì chiếc đồng hồ Gacha này nó có thể bắt Pokemon và quay Pokestop tự động và chúng ta đã có những trải nghiệm rất tuyệt vời đúng không nào? Các bạn lưu ý là với chiếc đồng hồ Gacha Evo này thì nó sẽ ưu tiên theo thứ tự là bắt Pokemon trước và sẽ quay Pokestop sau. Do đó nếu như chúng ta có cùng một địa điểm vừa có Pokemon và Pokestop thì nó sẽ ưu tiên bắt Pokemon trước các bạn nha. Và các bạn có thể điều chỉnh điều này ở trong ứng dụng Gacha Evo mà hồi nãy mình đã giới thiệu với các bạn. Ok, và nãy giờ anh em mình đã có một cái hành trình đi bắt Pokemon bằng cái Gacha Evo rồi. Và mình hy vọng rằng là cái video clip này á, nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nhìn tổng quan về cái đồng hồ Gacha rất là tiện lợi này đúng không nào? Và mình nghĩ là một fan của Pokemon á, thì các bạn không thể nào mà không mua được cái phụ kiện này, nó rất là hữu ích luôn. Còn bây giờ thì mình xin kết thúc video clip tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip lần sau. Tạm biệt.